Rồi. Fail. Rồi, chào mừng các bạn đến với THOL Dream Center quận 12 để đón xem màn thi thố đầu tiên của những học viên THOL Academy. Và ngày hôm nay ba chú gà sẽ ra lò thi thố với nhau bằng cái kỹ thuật tập mắt OT trên vàng Mỹ Đế 2N. Các bạn này đã có 2 tuần tập luyện với dáng mắt OT. Và bây giờ các bạn sẽ trình diễn được cái điều mà các bạn học được từ Duy Nguyễn và cái điều các bạn học được từ cái văn hóa tập luyện của THOL trong bài biểu diễn mắt OT one shot one kill. Đâu chưa đừng nóng, gai gà này xong quá, gai này mới là clip xong quá. À, đầu tiên là trên chiếc máy Functional PPMS 5000 thi thố bài Static Cable Row theo phương pháp mắt OT dưới sự trình diễn của bạn Hoàng Duy. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong niềm tin và hy vọng, không biết bạn có thực hành được không. Rồi mời mắt OT. 1 2 3 4 5 6 7 8 OK, quá tốt. À, không có gì để chê. Thì bạn này tập luyện lên được nghe nói là 4 cái cơ, 7 cơ, gì không biết nữa. Ngày trước là 31 vô đây nạp tiền đập súp vô, giờ 34, 35 gì đó không biết. Nhưng mà tốt thì không gì để nói. Bây giờ mình nói cái xấu đúng không? Thầy phải bóc phốt chứ. Full cây cô. Full cây đi, trời ơi, cái này dành cho người bình thường, em mà chứ, vậy full cây. Thôi giờ mời thằng này vô đi, thằng này chưa xong boss được mấy em. Này fan cứng anh đó. Nhưng mà có một cái nó có cái tật đó là nó học trong trường mà nó đam bà cô cho nó học dịch hoài không. Rồi. Hồi nãy bạn Hoàng Duy tập là tương đối chuẩn rồi các bạn, anh không có gì để nói thêm. Ở bạn Hoàng Duy tập là ngồi form ok, rồi biên độ lưng tốt, rồi răng cơ lưng cũng rất là tốt. Khi bạn vô bạn thấy rất là sát ngực, đúng là sát ngực đó, vô sát ngực bạn lên tốc độ thả ra cũng rất vừa phải, và cái răng cái lưng ok, phi quay ok, mức tạ ok, thần thái tương đối đạt. Rồi hiện giờ em tập thử coi, sẵn tiện đây kia nó nghỉ mệt rồi em ơi. Rồi mà vô đây đi mà không nổi nữa tao không cho tốt nghiệp luôn, nửa lớp nửa ống à. Rồi dứt coi. Ờ cũng được ha mấy em ha, không đến nội tài lắm cũng được đó. Chỉ thua, nó thua sẽ phụ nó cái thần thôi. Kim con đó. Gì vậy, vậy, cái gì? Mới khen mà vô tầm bậy rồi con. Đứt cái quần của anh. Quần đứt quá. Ai cho mày lết? Đúng không? Mày vô mày không, mày lết, mày coi thằng này vô nè, đó. Sư huynh vô biểu diễn cần sư đệ coi, vô kỳ hả? Full cây, nó rồi, full cây, khổ ghê. Mấy cái đồ yếu này. Mấy cái cũng được, mắt OT mà. Rồi dứt. Tốt đó. Bạn chú ý cái biên độ lưng, cái biên độ lưng của bạn này nè đó. Tốt. Đó. Cái thứ năm. Rồi này tốt quá rồi các bạn, hand full cây nè, kỹ thuật ok, thở thần thái ok, chắc nhận liền dữ lắm. Tiếp theo mà em nào sang bot mày để ngực. Rồi một thằng chạy rồi cho không điểm luôn, trốn. Rồi các bạn thích bạn này, các bạn bầu chọn bạn này số 1 nha các bạn. Bạn này số 1, bữa nay có 3 gà, bạn này số 1. Rồi ok, rồi các bạn thấy không,
các bạn thấy không, cái màn trình diễn đầu tiên của bạn Hoàng Duy rất ấn tượng, nó tạo cái áp lực rất lớn cho hai bạn tiếp theo. Hai bạn tiếp theo đăng ký bài Benfest với bài Squat. Mà gặp thằng này nó trình diễn như vậy là quéo rồi. Bởi vậy thì sao, nó áp lực lắm mà. Áp lực của thằng đã đầu nó đã qua đi rồi, đầu tốt quá rồi, không đam nó được. Rồi xe cấp cứu chạy ngang, xe cấp cứu chạy ngang. Thằng nào kêu sẵn vậy? Thằng nào kêu sẵn vậy? Nhưng mà nếu mà thằng sau mà nó tập tốt hơn là anh chấm điểm thằng này rớt nha. Lý do đơn giản, thằng kia replay khó hơn. Công bằng mấy bạn? Công bằng không? Tại vì thằng này nó đăng ký bài mà nó biết lựa. A few moments later. Với màn trình diễn rất ấn tượng của bạn đầu tiên thì bạn thứ hai đã đau bụng và đi restroom. Anh Duy ra luật là 10 phút không xuất hiện sự thua, phút chính bạn ấy xuất hiện, đó là bạn Hiếu. Bạn Hiếu là các bạn mà thể hiện một cái kêu deadlift xong lắc đít xong rồi về chấn thương tuần đó các bạn. Rồi bây giờ mời các bạn, bạn Hiếu thực hiện bài đăng ký của mình là bài Flash Dumbbell Benpress. Bao nhiêu ký? 40 ký. Và bạn hỗ trợ là bạn Tuấn Anh. Đây, xin mời các bạn đến với phần trình diễn của bạn Hiếu. Đây, lên tạ đây, ngon lành nha. 40 ký. Bạn này nhỏ con mà đẩy 40 ký rất là nặng. 80 ký. Bằng với bạn kia Rô. Rồi. Fail. Rung quá, không sao bạn. Bình tĩnh, không sao. Cái điều đó là cái gì bạn? Cái điều đó là cái gì? Học tập, học ở trong lớp của tôi là an toàn trên hết. Rớt đâu sao đâu, tạo đâu sao đâu, sàn xịn máy xịn. Ngã ra đâu là quyền là kiểu đó. Lại, cho gỡ. Mình quân tử mình cho gỡ các bạn. Mình gỡ, thoải mái, bình tĩnh, cho nào sẵn sàng rồi thi. Không cần làm liền cũng được, bình tĩnh. À. Bình tĩnh các bạn, cho bạn Hiếu một tràng vỗ tay, ủng hộ tinh thần nha. Wow. Rồi. Tại sao? Không nổi. Hồi nãy tập được mà. Flashback. Vấn đề là tại sao? Em nghĩ xíu đi. Áp lực tâm lý của em cái đầu tiên. Vì áp lực tâm lý em đè nặng quá, sẽ ra áp lực tâm lý. Tức là ý đó là em trình diễn tốt quá, sẽ áp lực tâm lý cho bạn Hiếu đúng không? Rồi cho bạn Hiếu nghĩ tí đi các bạn. Thế mà nhưng mà vấn đề là gì? Bạn này tướng nhỏ xíu con à, mà chơi đẩy 40 ký đó thiệt chứ bạn á, phòng ở ngoại chạy hết rồi. Không phải chạy hết rồi. Khởi động đi. Rủ bộ đi cà phê đồ. Nó nguội. Súng nhả rồi, ok, thôi thôi, rồi. Ok. Rồi, màn trình diễn thứ ba cũng là màn trình diễn cuối cùng của bạn Hiếu ở mức thử thách là 40 ký một tay. Chúng ta nín thở chờ xem, cố lên Hiếu ơi. Cố lên. Ok. Ok. 2 4 cái. 3 4 5 6 Rồi. Thả tạ. Good job. Ví không có cảnh đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Với sự cố gắng vừa rồi của bạn Hiếu thì các bạn thích bạn Hiếu đánh dấu số 2, comment số 2 chấm bạn Hiếu mấy điểm so với bạn Hoàng Duy bên kia thực hiện một cái bài tập nó không có gì gọi là áp lực cả. Cái bài tập này rất là rủi ro nha các bạn. Từ lúc mà bạn Hiếu lên tạ, tim anh đập đùng đùng. Lúc bạn Hiếu lên cái một anh vẫn còn hoang mang, nhưng mà tới lúc bạn Hiếu xuống tạ được đó là ok. Cái lúc cái động tác xuống tạ bằng Hiếu rất ấn tượng đó, các bạn chú ý cái điểm đó. Bài tập này rất khó mà tập kia rất là nhiều đó, nên các bạn dám thích đương đầu với thử thách đó. Bạn Hiếu đây bạn dám đương đầu thách, bạn dám chơi muốn tạ rất là nặng so với cái hình thể của bạn rất là nhỏ. Hiếu nhỏ con mà đứng chung anh lại gì đâu, đúng không? Bạn chơi
Anh bình thường anh tập chừng 45 50 thôi. Còn nếu mà thử thách 45 40 đổi giành đó là kinh khủng. Rồi hai màn trình diễn của hai bạn này sẽ tạo áp lực rất lớn cho bạn thứ ba là bạn squat đây. Bạn squat đây. Rồi chúng ta cùng nhau xuống với tầng số 3 của tháp lò Sim Center quận 12 với dàn BPF. BPF khung là khung full bao rắc. Đó, full bao rắc nha các bạn. Có thêm Olympic platform nữa. Hàng Mỹ Đế hai em đấy. Vô. Rồi trong thời gian chờ đợi gà số 3 tên là Định Võ thực hiện bài test trên cái máy. Máy này máy gì? Nãy nói rồi, BPF nha. BPF này là cái gì? Ừ, full bao rắc. Có cái platform nữa, đầu tư tiền cũng phải nói chung chắc gần 200 triệu á. Bạn này sẽ thực hiện cái bài squat 2, 4, 4, 5 lần trăm. 4, 5 là 50 chứ, 50 này 55, 55 x 2 là 110, 110 cộng cây 103. 103 thì ngày xưa bạn đó cách đây tháng mấy, 2 tháng đó, chưa đăng ký lớp này thì bạn đó chơi 100. Chơi 100 mà phòng cỏ cây chắc hắt luôn rồi. Thiệt, nên giờ bạn thực hiện cái mức tạ này, biểu diễn cái phương pháp của tôi, bạn đã đảnh hội trong vòng 2 tuần. Xin mời. Rồi bạn đỡ tạ cho bạn này là bạn Dương Nguyễn. Bạn này chưa dám săn boss, từ từ bạn ấy vô thi sao, vô lớp mà lớp sau. Không phải là, nói chung là nó có nhiều cuộc thi các bạn. Mà bữa nay ba con gà nhoi nhất á thi trước. Còn mấy con gà nhoi vừa vừa đó thi sau. Này không bao bát luôn ha. Bạn này mà có bao bát vô chắc lên được 10 ký tạ nữa. 1 2 ok 3 4 5 6 6 rồi ok. Đó. Bạn ấy tập tốt nhưng mà biểu diễn cái động tác này chưa được hoàn hảo. Hoàn hảo ở chỗ là bạn đi ra nhiều quá. Đúng không? Khi mà bạn đi ra tới 20 bước là cái đoạn bạn đi vô và thấy rất là khó. Bây giờ bạn đi ra 1 bước thôi, xong họ vẫn bước vô 1 bước thôi. Đúng không? Mà bạn đẩy 7 cái. Mà bạn đẩy 7 cái mà bạn cái cuối bạn vô mất điểm quá. Đó, nên thôi giờ lên cho bạn thêm 5 ký tập lại đi. Còn để được. Tức là cái mắc OT là gì? Là mình tập cho nó tốt, mình vô cho nó tốt. Đó, mình còn ở bạn này á, nó thừa cái này mà thiếu cái kia. Thấy không? Nó thừa cái này thiếu cái kia. Bởi vì anh mới nói em tập đúng là chuyện nhỏ, nhưng mà tập cho nó đẹp và tập nó thần thái, để cho người khác người ta nhìn vô ta không bắt bẻ được tụi em. Bốn cái cũng được, nhưng mà bốn cái đó là bốn cái người ta không bắt bẻ được cái đó. Có ba bát không? Cho nó mượn ba bát. Em squat ba bát không? Không. Không hả? Không quen. À dạ, cái không. Này chắc mốt chấn thương cổ. Thiệt chứ. Rồi ok, chúng ta tiếp tục quay trở lại với bàn phích lỗi của bạn Định Võ. Bây giờ mức tạ dư tăng lên là 140 kg. Rồi mời bạn thực hiện đi. Có thể đây là clip để đời của cuộc đời bạn đấy. Ok. Tốt. Tốt. Nằm rồi đó. Cố gắng tập trung đi. Cố lắc rồi đó. Ừ. Rồi. Vô đẹp coi. Ok. Chỉ có cái gần cuối hơi ghê ghê. Đó. Cái gần cuối là đùi gối bạn đảo một vòng vậy nè. Đó, cái đó thành hơi ghê ghê. Nhưng mà bởi vậy là khi mà nói là cái cuối tập trung đi đùi gối đảo được kìa, thì lúc là cái đầu bạn mới tập trung. Cái đầu bạn lúc đó mới tập trung nên cái cuối bạn lên còn tốt hơn cái cuối nữa. Đó, bạn thấy không? Tức là mình trong một cái vấn đề tập nặng á, mắc OT á, mà cái sự tập trung nó cực kỳ quan trọng. Cái điều đó thì anh chia sẻ thôi, chứ không phải là anh nói bạn này tập lỗi. Tại vì các bạn phải hiểu là để mà đi đến ba bài test này á, là các bạn đã tập lúc 1 giờ rồi. Các bạn PT này đã tập lúc 1 giờ bằng một cái mắc OT nào đó của các bạn rồi. Và bây giờ là 6 giờ tối rồi. Thì cái cuộc thi này nó đang diễn ra ở một cái giai đoạn mà tôi không sẵn sàng mặt năng lượng.
tôi không sẵn sàng nhọt độ khỏe của cơ bắp đó, nên có sự chập chọt xíu. Nhưng mà tin rằng nếu mà cuộc thi này tổ chức ra một cái ngày nào đó mà các bạn chỉ là thi thôi, thì các bạn sẽ có một màn trình diễn hoàn hảo hơn, với mức tạ tốt hơn và cái thần thái của bài tập tốt hơn. Bạn này số 3. Bây giờ các bạn cứ chọn team bạn có thích đi, 1, 2, 3. Còn mà thích luôn cả ba người á thì nhớ xuống tiền mua sub BBT nha các bạn. Bye bye. Cảm ơn bạn theo dõi. Hay thì mua sub đi ba. Like xe là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài.